Lần đầu tiên mình thấy một cái chiếc smartphone của nhà Xiaomi bị fake ảo thông tin nhé. Và hello, xin chào tất cả anh em. Một vài ngày trước thì mình có tiến hành là mình đặt mua chiếc Redmi Note 8 Pro. Sau đó thì cũng đã review ở trên kênh Mạnh Review rồi. Ngày hôm nay mình sẽ có một vài những cái phần thông tin mà muốn chia sẻ với anh em. Đầu tiên đó là fake ảo thông tin. Cái thứ hai đó là shop 37 Mobi mới, shop lạ này, có phải là shop Thế Linh Store hay không. Và cái thông tin thứ ba cuối cùng cũng là một cái bài test về màn hình ở trên chiếc máy này, có phải là màn hình zin hay là không nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái chiếc Redmi Note 8 Pro mà một vài ngày trước mình mua. Mình cũng đã test game ở trên chiếc máy này với ba cái tựa game, và nói chung rằng với cái tựa game Liên Quân nó vẫn chơi rất là ngon. Bật được max setting cấu hình, PUBG Mobile thì hơi đuối đôi chút, và đến với tựa game Genshin thì nó vẫn chơi tạm bợ nếu mà chúng ta set cấu hình của nó ở mức thấp hoặc là cực thấp nhé. Rồi, còn đây là về điểm số AnTuTu Benchmark của nó, 366.301 điểm. Và với cái con chip này thì nó cũng ngang ngang với lại Dimensity 720 5G. Tiếc là trên con chip này thì sẽ không hỗ trợ 5G nhé. Còn về điểm số CPU cũng như là GPU, anh em có thể nhìn thấy GPU của nó hơi thấp, đúng không nào? CPU thì cao hơn hẳn. Đó. Còn trong cái phần thiết bị của tôi này, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần thông tin chi tiết hơn. Hệ điều hành của nó Android 11 thì đúng là vẫn Android 11 thật. Nhưng mà về phần thông tin RAM và ROM thì ở đây đúng chuẩn của nó là RAM 6GB và ROM là 64GB nhé. Chứ không phải là giống như là phần thông tin fake ảo trên cái thiết bị này mà chúng ta nhìn thấy trong cái phần giới thiệu điện thoại. Đây, bộ nhớ đã chiếm dụng là 53,6GB trên 128GB. Nhìn về cái phần bộ nhớ đã chiếm dụng ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó khá ít. Nhưng mà nhìn về biểu đồ thì anh em thấy rằng là cái cột này, cái phần nền xanh chiếm dụng ấy, thì nó gần như là đã hết rồi. Đó, phần trắng chỉ còn lại rất là ít thôi. Nhưng mà phần con số ở phía bên dưới này thì đúng là 128GB. Khá là ảo đúng không nào? Lần đầu tiên mà mình thấy được ở trên một cái thiết bị của nhà Xiaomi. Ngày trước thì chúng ta thấy ở trên những cái thiết bị Vivo hoặc là Oppo á, thì mới bị fake ảo thông tin như thế này. Hoặc là của nhà LED TV chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì đã fake ảo ở trên một cái chiếc máy của nhà Xiaomi rồi. Nên là anh em lưu ý và chú ý là chúng ta sẽ cần phải là tải cái phần mềm AnTuTu Benchmark hoặc là phần mềm CPU-Z ở đây nhé. Trong phần device, Total RAM này 5635, nghĩa là nó suýt soát 6GB. Còn cái bộ nhớ của nó này 51,40, ok không nào? Chứ không phải là suýt soát trên 128GB. Và RAM của nó cũng không phải là suýt soát 8GB đâu, mà đây chỉ là 6GB thôi, ok không nào? Nhìn lại trong cái phần này thì chúng ta thấy được rằng là tất cả những cái phần thông tin của nó, RAM là 8GB. Đây, bộ nhớ trong lưu trữ khả dụng này 112GB, tổng lưu trữ là 128GB. Quá ảo. Nên là trên bất cứ một cái thiết bị nào khi mà chúng ta mua về, chúng ta cũng đều phải check những cái phần thông tin tải cái phiên bản AnTuTu Benchmark cũng như là CPU-Z về nhé. Nếu mà anh em thấy rằng là tải AnTuTu Benchmark nó khó quá thì chúng ta cứ tải CPU-Z về check cơ bản đơn giản. Nếu mà không đúng chúng ta trả hàng lại. Còn đối với thiết bị này thì đúng là ban đầu khi mà mình mua chiếc máy là mình cũng đã lựa chọn một cái phiên bản đó là 664GB rồi. Thế nên bây giờ khi mà mình check chuẩn ra thì nó đúng là 664 chứ không phải là shop thấy một cái chiếc máy nó có một cái bề ngoài nó hơi xước sát thì tăng thêm cho mình đâu, mà cơ bản là gửi đúng phiên bản rồi. Chẳng qua là nó bị fake thông tin. Và với phần fake thông tin như thế này thì nó cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta. Chỉ khi mà chúng ta tải quá cái dung lượng là 64GB thì nó có báo một cái phần đấy là lỗi không tải về được thôi, chứ còn không lo vấn đề gì cả. Và về cái phần thứ hai mà mình muốn xác minh với anh em, đó là cái shop 37 Mobi này có phải là shop Thế Linh Store hay không. Bởi vì là trong phần bình luận ở phía bên dưới video của mình ấy, thì có một bạn nói rằng đây vẫn là shop Thế Linh Store. Và khi mà mình check trong cái thẻ bảo hành của shop thì là số 01 ngõ 92 đường Lệ Ninh, phường Quán Bầu, thành phố Vinh. Và ở đây anh em có thể nhìn thấy rằng là nó đúng là số 92 Lệ Ninh, phường Quán Bầu, thành phố Vinh. Vậy là gần như chuẩn rồi. Nó chỉ thiếu mỗi một cái phần đó là số 01 ngõ 92 thôi. Thì ở đây ghi rằng là số 92 Lệ Ninh, nên là gần như là trùng rồi, đúng không nào? Và số điện thoại 3737, còn ở đây là 8582. Đấy, số đuôi là như vậy. Nói chung rằng là vẫn lấy từ một nguồn, cơ bản là thế. Nhưng mà giá lại khác nhau nha anh em nhé, giá lại khác nhau. Anh em có thể để ý ở trong cái phần giá thì shop Thế Linh Store lại cao hơn là so với shop này. Thì nếu mà anh em nào mà ở thành phố Vinh, Nghệ An thì có thể check lại một cái phần thông tin này giúp mình được không? Nếu mà anh em check được ấy, thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới nhé, xem phải đúng trùng một cái địa chỉ không. Bởi vì ở đây là số 92 Lệ Ninh, trong cái thẻ bảo hành ấy, thì là số 01 ngõ 92, lệch đôi chút đúng không nào? Rồi, còn đến phần check xác minh thứ ba trên thiết bị
Redmi Note 8 Pro ấy, mình sẽ test với cái bài test multitask tester. Và với cái phần mềm này mình cũng đã check rồi, cũng như là quan sát nhìn rất kỹ ở phần xung quanh. Ngay cả phần mặt lưng sau của nó cũng không hề thấy có bất cứ một cái vết keo nào cả. Phần viền bên trên màn hình cũng không hề thấy luôn. Và nó có một cái độ cũ, nếu mà nhìn ở phần khe loa thì chúng ta có thể thấy rằng là nó bị bám bẩn nhé. Đó, nó bị bám bẩn này. Còn nếu mà màn đã thay rồi ấy, thường là nó thay luôn cả cái phần khe loa này nhé. Ok không nào? Còn đối với bài test 10 ngón ở đây thì rất là đơn giản cơ bản thôi. Chúng ta có thể thấy rằng là nó được 10 ngón nhé. Đây, ngón thứ 10 này. Đó, mình đang di chuyển này. Ok, còn cùng một lúc. Đúng nào? Cũng được 10 ngón, không hề nhấp nháy luôn. Vậy đây là màn hình chuẩn zin rồi. Và khi mà chúng ta sờ trên một cái màn hình chuẩn zin ấy thì nó có một cái độ trơn mượt. Còn đối với màn lô ấy thì cảm giác rằng nó hơi bị thô ráp nhẹ đôi chút. Rồi, vậy là trong video này thì mình cũng đã cùng với anh em giải đáp một vài những cái vấn đề trên thiết bị và xác minh lại ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro xem là thực sự nó có ngon hay không. Và trong cái tầm giá mà 1,8 triệu như thế này ấy, thì mình nghĩ rằng là nó vẫn ở mức độ là ok. Còn nếu mà anh em so với một vài những cái chiếc máy mới trong tầm giá này thì không đọ được với chiếc Redmi Note 8 Pro này đâu. Và anh em có thêm những cái ý kiến gì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.